Đấy rồi, đủ rồi, người ta lấy cho tôi. Lấy hết cái này xuống cái này đi. Người ta lấy không lấy đâu, người ta gọi điện lấy không lấy nhiều như trước đâu. Chân chị bị đau à? Này em ơi, thế mà bây giờ nhá, em chở anh từ bên khu em mình mới, anh cho em 10.000 em có đi không? Thật không? Này, em tập ba một số để anh giả anh đi vui nhà khác, đi lên. Chúc mừng. Chuyện ngàn nguyên nước xưa này, người dân cao lạnh mộng xây cung đường. Anh có hò không ạ? Thành phố này cây hoa đỏ rất đẹp, ta tầm nắng đẹp nữa, cái sâu sâu à? Chưa. Chuyện là có tin vui từ miền xuôi đem về, vượt nghìn trùng ngọn dốc cao, bao đỉnh đều gió hú, hào mơ ấm ủ chim cung. Bản làng đường mới có rồi, từ đồng đất núi có trắng hàm xe núi đào, giọt nước mắt nghẹn trong tiếng cười, cho em thơ khung trời mơ ước, cho cụ già đôi mắt long lanh. Anh chạy xuống chờ tìm em như chưa kịp thôi, tin về đến chờ nụ cười sẽ trên môi tiếng chào. Anh chạy lên non cao đậu một ngọn bán dốc, lại phật tích chúc lâm ứng nghiệm mong cưu. Tình tính tình tính tình tình tang, đàn tính ai vang bên bờ khe suối. Người ta hối nằm tiếng người còn vang, cao bằng vượt mức cao không ai bằng, cao bằng vượt mức cao không ai bằng. Sous-titrage Société Radio-Canada.